Huyền thoại chiến thần tập 12. Ông ta tức giận đem cái ly hung hăng nện trên mặt đất, giận dữ nói: "Còn không quỳ xuống nhận sai cho tôi." Mọi người xem đến vui vẻ thoải mái, ước gì nhìn thấy cô bị xấu mặt chế nhạo. Đinh Mộc Nghiên khẽ cắn môi, rất ủy khuất, nước mắt lăn dài: "Quỳ xuống!" Đinh Mộc Nghiên bị dọa một cái giật bắn mình, hai chân run rẩy, muốn quỳ ngay lập tức, nhưng đúng vào lúc này Giang Sách nhìn như là tùy ý cầm lấy một cái ghế đặt ở phía sau lưng cô, tiếp theo duỗi tay kéo bả vai cô một cái. Đinh Mộc Nghiên hai chân đang khuỵu xuống, không những không quỳ mà còn thuận thế ngồi lên trên chiếc ghế. Điều này làm cho Đinh Trọng tức giận đến cực điểm. Phản rồi, Đinh Mộc Nghiên, cô muốn làm phản đúng không? Giang Sách đi lên trước, che ở trước người cô, nhàn nhạt nói: "Ông nội, tôi có chuyện muốn hỏi ông." "Nói đi." Trước kia ông đã nhiều lần cùng nhà họ Thường hợp tác kinh doanh, đối với Thường Tại Xuân nhất định biết rõ anh ta là loại người như thế nào. Vì sao anh ta lại muốn hẹn Mộng Nghiên tham dự buổi tiệc hôm nay? Trong lòng ông chắc chắn rõ ràng nhất, tuyệt đối không phải đơn giản chỉ là hợp tác buôn bán mà thôi. Đinh Trọng sắc mặt khẽ biến đổi, ông ta đương nhiên biết Thường Tại Xuân là kẻ cực kỳ háo sắc. Bữa tiệc hôm nay khẳng định chính là anh ta đã nhìn trúng vẻ đẹp của Đinh Mộng Nghiên, có ý đồ muốn làm loạn với cô. Chẳng qua ông ta nghĩ muốn dùng Đinh Mộng Nghiên để lấy lòng Thường Tại Xuân, hòng giành được khoản đầu tư này mà thôi. Giang Sách vẫn tiếp tục nói: "Với tư cách là một người đứng đầu nhà họ Đinh, dưới tình huống biết rõ đối phương nhân phẩm cực kỳ kém, vô cùng háo sắc, ông vẫn muốn cháu gái mình đơn độc mạo hiểm đi đến bữa tiệc. An nguy của cô ấy cũng không thèm màng đến, chỉ nghĩ đến lợi ích khi người nhà họ Đinh có được khoản đầu tư này. Xin hỏi, loại người như ông thế này có tư cách gì để là một người đứng đầu gia tộc chứ? Ông có tư cách gì để làm ông nội của cô ấy chứ? Ông chính là một lão già xấu xa, ngoan cố và bảo thủ. Làm càn!" Đinh Trọng vỗ cái bàn đứng lên: "Giang Sách, cậu chỉ là một đứa con rể tới cửa làm khách, lại dùng dám ngữ khí như vậy nói chuyện với tôi sao?" Giang Sách mỉm cười: "Tôi chỉ trần thuật lại sự thật mà thôi." Quay lại câu chuyện vừa rồi, anh tiếp tục nói: Những thứ ân oán này trước tiên cứ tạm gác sang một bên đi. Ông nội, hiện tại không phải ông sợ nhất hai việc sao? Thứ nhất, việc đầu tư không rơi vào trong tay nhà họ Đinh. Thứ hai, nhà họ Thường sẽ cố ý trả thù." Đinh Trọng hừ lạnh một tiếng: "Không sai." Giang Sách nhàn nhạt nói: "Vậy nếu tôi đều giải quyết tốt hai việc này thì sao?" Tất cả mọi người, bao gồm cả Đinh Mộng Nghiên, đều ngây ngẩn cả người. Giang Sách có tài đức gì mà có thể thoải mái nói ra những lời như vậy chứ? Hai việc này đều không phải là việc nhỏ. Bất luận một việc nào cũng không phải là việc mà một người bình thường có thể làm được. Nói chi đến chuyện cùng lúc làm tốt hai việc. Đinh Trọng nói: "Cậu đừng ở chỗ này khoác lác nữa. Tôi không rảnh cùng cậu nói vớ vẩn đâu." Giang Sách truy vấn: "Tôi chỉ hỏi ông một câu thôi. Nếu tôi lấy được việc đầu tư về, hơn nữa còn làm cho nhà họ Thường tới cửa xin lỗi, thì ông tính như thế nào?" Đinh Trọng nhìn Giang Sách như một kẻ ngốc. Lấy được đầu tư đã là chuyện không thể rồi, vậy mà còn đòi nhà họ Thường tới cửa xin lỗi, quả thật chính là người si nói mộng. Con nhà người ta mới là người bị hại, chúng ta không đi xin lỗi thì thôi đi, còn muốn người ta đi xin lỗi sao? Nhà họ Thường bị điên rồi mới làm như thế. Đinh Trọng khinh thường nói: "Nếu cậu có thể làm được việc hai việc này, tôi liền bưng trà nhận lỗi với cậu cùng Mộng Nghiên, được chưa?" Giang Sách vừa lòng gật gật đầu: "Tốt, một lời đã định." Bầu không khí tại hiện trường vô cùng gượng gạo, lần đầu tiên Đinh Trọng cá cược với một người nhỏ tuổi hơn mình. Đinh Trọng hỏi: "Nếu như cậu không hoàn thành được thì sao?" Giang Sách tự tin nói: "Nếu tôi không hoàn thành được thì sẽ lập tức ly hôn với Mộng Nghiên, từ nay về sau sẽ không bước chân vào nhà họ Đinh nửa bước." "Được, nhớ kỹ lời cậu nói." "Đương nhiên." Đinh Trọng lại hỏi: "Vậy cậu định hoàn thành trong mấy ngày?" Giang Sách đưa hai ngón tay: "Thời gian 2 ngày là đủ rồi." Mọi người nhìn nhau, trong mắt toàn là ý cười, muốn kéo đầu tư còn muốn nhà họ Thường xin lỗi, vậy mà chỉ nói cần 2 ngày hay sao? Hà, sợ là chỉ thần tiên mới làm được như vậy. Giang Sách đi tới trước mặt Đinh Mộng Nghiên, giọng điệu ôn hòa: "Bây giờ chúng ta về nhà trước đã." Anh nắm chặt tay Đinh Mộng Nghiên, hai người cùng ra khỏi phòng họp. Trên đường về nhà, Đinh Mộng Nghiên vẫn còn trong trạng thái kinh sợ, chưa hoàn hồn lại được. Một lúc sau, cô mới nhìn về phía Giang Sách. Có vẻ như lần này, anh đã rất tức giận. Đúng vậy, lần này Giang Sách không những đem đám người Thường Tài Xuân
tra tấn tới thừa sống thiếu chết mà còn chọc tức Đinh Trọng. Điều này hoàn toàn không phù hợp với tác phong tự nhiên, biểu hiện bình tĩnh giống như trước đây Quan. Chỉ có một lý do để giải thích điều này, Giàn Sách rất thực sự quan tâm tới Đinh Mộng Nghiên. Quan tâm nhiều sẽ bị loạn. Mặc dù Giàn Sách là một chiến thần có kinh nghiệm trên sa trường, nhưng nhìn thấy người phụ nữ mình yêu bị mình trân trọng, bị vũ nhục thì cũng sẽ xuất hiện trạng thái không bình tĩnh nổi. Giàn Sách nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không nói thêm điều gì. Đinh Mộng Nghiên thở dài. Kỳ thực em biết anh làm những việc này đều là vì em rất biết ơn và cũng rất vui. Nhưng Giàn Sách, điều em muốn nói tới chính là anh đáng lẽ nên trưởng thành và bình tĩnh hơn mới đúng. Hành động hôm nay của anh quá mức cực đoan, vì vậy mới dẫn đến kết quả khó khăn như vậy. Bây giờ anh không những phải đối mặt với sự trả thù của nhà họ Thường, mà còn phải đối mặt với việc bị ông nội em gây khó dễ. Hay à... Giàn Sách hơi mỉm cười, giống như là không quá để tâm tới những việc này. Vẻ mặt Đinh Mộng Nghiên vô cùng buồn bực. Hôm nay anh đã đồng ý với ông nội, nếu như không hoàn thành được công việc, anh thực sự muốn ly hôn với em sao? Trải qua mấy ngày ở chung, Đinh Mộng Nghiên thực sự đã có ấn tượng rất tốt đối với Giàn Sách. Tuy rằng Giàn Sách không có tiền, thậm chí tới một công việc ổn định cũng không có, nhưng người đàn ông này thực sự rất quan tâm đến cô, vì cô mà không màng tới tất cả, sẵn sàng đắc tội với bất kỳ ai. Người đàn ông như vậy rất đáng để nương tựa. Đinh Mộng Nghiên đã sống như một quả phụ suốt 5 năm, thật vất vả mới có được một mảnh tình vắt vai. Chẳng lẽ lại mất đi nhanh như vậy hay sao? Cô không cam tâm, trong lòng cảm thấy rất buồn bực. Giàn Sách lại mỉm cười nhìn cô. Dáng vẻ này của em thực giống như là không muốn rời xa anh. Có phải là đã yêu anh rồi hay không? Gương mặt Đinh Mộng Nghiên ửng đỏ, tức giận. Người ta vì chuyện của anh mà thấy khó chịu, anh ở đây còn có tâm trạng nói giỡn sao? Em không thèm quan tâm tới anh nữa. Giàn Sách bật cười ha hả, tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đinh Mộng Nghiên hừ lại một tiếng, bĩu môi, trong lòng thầm mắng. Giàn Sách là cái thứ đồ đầu heo, nó không để ý tới anh thì thực sự cho là không để ý tới anh sao? Anh tại sao lại không biết tới dỗ dành em chứ? Cái đầu heo, cái đầu heo. Cô đạp mạnh chân ga, làm cho Giàn Sách lảo đảo một cái, suýt chút nữa là đập đầu lên trên cửa kính xe. Chưa đầy nửa tiếng, cả hai đã về tới nhà. Vừa mới vào nhà đã thấy Đinh Khải Sơn vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên ghế sofa. Tô Cầm ngồi bên cạnh, vẻ mặt vừa lo lắng vừa xấu hổ, không ngừng nháy mắt với hai người, ý bảo bọn họ không nên nói lung tung. Đinh Mộng Nghiên thoáng qua nhìn Giàn Sách, không biết cha mình đang muốn làm cái gì. Chỉ nghe Đinh Khải Sơn cố tình hạ giọng: Mộng Nghiên, Giàn Sách, hai đứa tới đây ngồi đi. Hai người ngoan ngoãn ngồi phía đối diện với Đinh Khải Sơn. Đinh Khải Sơn không ngừng thở dài, đột nhiên ông ta đập mạnh lên bàn một cái, sau đó la lên: Hai đứa khốn kiếp này, các con đang làm cái gì vậy? Đinh Mộng Nghiên bị dọa giật mình một cái: Cha, câm miệng! Đinh Khải Sơn hung tợn nói: Chuyện của hai đứa cha đã nghe hết rồi, đi nói chuyện với người nhà họ Thường, kết quả là đánh người ta gây thương tích đầy mình tới 7-8 người, còn học cả máu miệng. Ha, các người thật là lợi hại, rất có bản lĩnh đó. Các người có biết vừa rồi người nhà họ Thường gọi điện tới đây mắng chửi tôi như thế nào hay không? Các người làm tôi quá xấu hổ đó. Đinh Mộng Nghiên cúi đầu không dám nói lời nào. Đinh Khải Sơn thở dài một hơi: Còn có Giàn Sách, việc anh cá cược với ông lão tôi cũng đã biết, anh cũng thật là có bản lĩnh đó. Sao anh lại có bản lĩnh như vậy chứ? Trong thời gian 2 ngày có thể kéo được đầu tư, làm cho người nhà họ Thường xin lỗi sao? Sao anh không nói luôn chỉ cần thời gian 2 ngày là anh lên làm tổng thống rồi, tới lúc đó anh có thể lên trời luôn hay không? Giàn Sách bình tĩnh nói: Con nói như vậy tự nhiên có lý do của mình, thời gian 2 ngày cũng đủ cho con rồi. Câm miệng, ông đây không muốn nghe tiếp mấy lời vô nghĩa của anh. Đinh Khải Sơn tức giận nhìn Giàn Sách: Vốn dĩ tôi cho anh thời gian nửa năm, hy vọng anh nỗ lực phấn đấu để nhanh chóng đuổi kịp bước chân của Mộng Nghiên. Kết quả tôi đã sai lầm, anh chẳng những không đuổi theo, ngược lại còn kéo chân sau của Mộng Nghiên. Chính là tại anh làm hại Mộng Nghiên bị ông nội khiển trách, chính là tại anh làm hại nhà họ Đinh không có vốn đầu tư, cũng chính là vì anh mà tôi tới từng tuổi này rồi mà vẫn còn bị người nhà họ Thường mắng tới máu chó đầy đầu. Giàn Sách, rốt cục nhà họ Đinh chúng tôi cũng không chứa nổi anh. Lời nói này tương đối nghiêm trọng, Tô Cầm ngồi ở một bên cũng không nghe tiếp được nữa. Lão già, ông nói cái gì kỳ vậy? Kỳ thực mấy việc này cũng không phải đều do tôi đang nói chuyện. Đàn bà như bà kêu là cái gì? Im miệng cho tôi. Đinh Khải Sơn cũng mắng luôn cả Tô Cầm.
Trong phòng cực kỳ im lặng, không ai nói chuyện gì. Khung cảnh bây giờ thật áp lực. Đinh Ngạ Sơn lắc đầu nói, hai đứa ly hôn đi. Cái gì? Đinh Mộng Nghiên trợn tròn mắt, tim đập nhanh dữ dội. Cô không thể nào ngờ cha mình sẽ nói như vậy. Đinh Ngạ Sơn nói, hành động của Giang Sách mọi người đều đã thấy. Nếu cứ tiếp tục để anh ta làm sằng làm bậy thêm nữa, nhà Đinh chúng ta chắc chắn sẽ bị sụp đổ. Mộng Nghiên, ngày mai hai đứa đi lãnh giấy chứng nhận ly hôn đi. Về sau cửa lớn của nhà họ Đinh, cấm anh ta bước vào. Hốc mắt Đinh Mộng Nghiên nháy mắt đã ướt át, trong lòng cô đang nhỏ máu. Tô Cầm rất muốn khuyên, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Một lát sau, Giang Sách vẫn bình tĩnh nói, cha, dù sao cũng phải cho con một cơ hội chứ. Cơ hội gì? Việc con đánh cược với ông nội, cha cũng đã biết. Kỳ thật, cha cũng không cần thiết phải ép con lập tức ly hôn. Hai ngày sau, nếu không thể hoàn thành công việc, con đương nhiên sẽ ly hôn với Mộng Nghiên. Cha dù sao cũng nên cho con một cơ hội, cho con thời gian để con hoàn thành cuộc cá cược này chứ. Đinh Ngạ Sơn nhíu mày, châm chọc, anh khoác lác như vậy còn chưa đủ sao? Được, tôi cho anh cơ hội 2 ngày đúng không? Không vội, tôi chờ anh. Giang Sách, tôi ngược lại là muốn nhìn xem 2 ngày sau anh làm sao kéo được đầu tư, 2 ngày sau anh làm sao có thể khiến nhà họ Thường tới cửa xin lỗi. Mà bây giờ Đinh Ngạ Sơn dùng ngón tay chỉ về phía cửa lớn, lạnh lùng nói, hiện tại người nhà họ Đinh chúng tôi không chào đón anh, mời anh đi cho. Đinh Mộng Nguyên và Tô Cầm đang chuẩn bị cùng mở miệng khuyên bảo lại bị Đinh Ngạ Sơn ngăn lại. Hai người cũng không cần phải nói thêm gì cả, cho nó thời gian 2 ngày đã là nhượng bộ lớn nhất của cha rồi. Hai người còn nói thêm một câu thì ngay ngày mai ly hôn ngay cho cha. Nói đến thế này rồi thì không cần phải nói thêm cái gì nữa. Giang Sách đứng lên, thong dong điềm tĩnh đi về phía cửa. Đinh Mộng Nguyên lập tức đứng dậy đuổi theo. Hai người đi ra khỏi nhà, Đinh Mộng Nghiên nghẹn ngẹn giọng, Giang Sách, cha em chỉ là tức giận nhất thời mới có thể nói ra những lời như thế, anh đừng quá để ý làm gì. Giang Sách gật đầu, anh biết mà. Anh cũng đừng quá để ý tới chuyện cá cược, mặc dù không hoàn thành, chúng ta còn có thể xin lỗi ông nội, xin ông tha thứ, không nhất thiết cứ phải ly hôn. Giang Sách cười, nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện làm sao lại có thể không giữ lời được chứ. Anh thực sự phải rời bỏ em sao? Trầm mặc một hồi lâu, Giang Sách dùng ánh mắt kiên định nhìn Đinh Mộng Nghiên. Anh dùng tính mạng cam đoan với em, tuyệt đối sẽ không rời khỏi em. Vẫn là câu hỏi kia thôi, Mộng Nghiên, em tin tưởng anh chứ? Đinh Mộng Nghiên cắn môi, gật đầu thật dứt khoát. Vậy thì 2 ngày sau, em tự khắc sẽ thấy được kết quả. Nói xong, Giang Sách lấy ra từ trong túi áo một tờ giấy rồi nhét vào trong tay Đinh Mộng Nghiên. Cũng không nói thêm điều gì, đã xoay người rời đi. Đinh Mộng Nghiên nhìn bóng lưng rời đi của Giang Sách, rất lâu sau đó vẫn không thể bình tĩnh trở lại được. Trở lại phòng ngủ, cô mở ra tờ giấy mà Giang Sách để lại kia. Trên đó viết một hàng chữ. Lập tức viết thư mời cho 10 công ty lớn có trên danh sách, mời bọn họ tham gia hội nghị đầu tư dự án. Thời gian ấn định là 2 ngày sau. Danh sách, ý chỉ đến danh sách đối tượng là các công ty chuẩn bị lôi kéo vốn đầu tư mà ông cụ Đinh Trọng lập kia ra. Tất cả đều là các công ty hạng nhất của thành phố Giang Nam. Đinh Mộng Nguyên lập tức lật danh sách ra, viết thư mời cho từng người. Vào ngay lúc này, một bàn đầy món ngon trong một biệt thự sang trọng. Ba người Đinh Phong Thành, Đinh Tử Ngọc, Đường Mạt ngồi vây quanh bên cạnh bàn, vui vướng, vui sướng, hưởng thụ buổi tối. Đinh Phong Thành vừa nhai thịt bò vừa nói, cái thằng Giang Sách đáng chết kia, để cho nó khoe khoang lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được cơ hội chỉnh chết nó. Đường Mạt khinh thường hừ lạnh một tiếng, anh ta vẫn nhớ rõ như in việc lễ kỷ niệm tiếp nhận chức vụ người tổng phụ trách lần trước. Lần đó Giang Sách khiến anh ta mất mặt phải bỏ về nhà, giờ tức giận đến mức vài ngày cũng không ra khỏi cửa. Món nợ này cuối cùng cũng có cơ hội tính sổ rồi. Đinh Tử Ngọc có chút nghi hoặc, nhưng mà nhìn biểu hiện trong hội nghị hôm nay, tại sao chị có cảm giác giống như là Giang Sách đã nó đã nắm chắc trong tay nhỉ? Đinh Phong Thành vui tươi hớn hở, chị cả, chị còn không rõ ràng tình hình hiện nay của nhà họ Đinh hay sao? Từ sau khi giành được dự án của Cục Xây dựng Đô thị, nhà họ Đinh liền trở thành kẻ thù chung của toàn thành phố. Dám cá là không có bất cứ một công ty lớn nào sẵn lòng ra tay giúp đỡ nhà họ Đinh. Chứ đừng nói tới việc rót tiền đầu tư. Giang Sách, một không có tiền, hai không có người. Sao nó có thể thuyết phục những công ty có địch ý đó ném tiền vào nhà họ Đinh được chứ? Đường Mạc cũng nói, điều này anh đồng ý với Phong Thành. Hơn nữa, Giang Sách còn chẳng biết xấu hổ mà muốn để người của nhà họ Thường tới cửa xin lỗi. Ha, thật đúng là người ngốc nói mê. Cho dù là anh dùng hết thực lực
cũng chỉ có thể để người của nhà thường chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, miễn cưỡng không đào sâu chuyện Thường Tài Xuân bị thương nặng. Giang sách nó có tài đức gì chứ? Không chỉ có thể làm cho người ta quên đi thù hận mà còn có thể nói là người ta tới cửa xin lỗi sao? Nó là thần tiên hay là yêu quái chứ? Hai việc này, cho dù là bất cứ một việc nào cũng đều khó như lên trời. Muốn cùng lúc hoàn thành được thì xác suất tựa hồ như là bằng không. Huống chi, Giang sách còn khoác lác, vẻn vẹn, chỉ cần khoảng thời gian 2 ngày. Giọng điệu đường mạch kiên định, anh dám khẳng định Giang sách tuyệt đối không thể hoàn thành được nhiệm vụ này. Sở dĩ muốn thời gian 2 ngày, đó là vì mua vé bỏ chạy thôi. Hai người chờ xem đi, 2 ngày sau, cái thứ khốn nạn vô sĩ này nhất định sẽ biến mất không còn chút dấu vết. Đinh Phong Thành vội vàng nói, anh rể, anh cũng không thể để nó chạy trốn như vậy chứ. Đó là tất nhiên. Đường Mạt nói, anh sẽ sắp xếp người, chặn hết các sân bay, ga tàu hỏa, bến xe trên toàn thành phố. Giang sách nó có mọc cánh, cũng không thể cao chạy xa bay. 2 ngày sau, anh phải bắt nó quỳ xuống dập đầu trước mặt mọi người. Đùa nó tới chết mới thôi. Nó dám làm anh mất mặt, anh phải khiến nó mất mạng. 3 người đồng thời nâng ly rượu, vì 2 ngày sau Giang sách mất mạng, cùng ly. Gió lạnh, màn đêm vây kín, bóng dáng cô độc di chuyển trên đường cái. Một chiếc siêu xe xa hoa dừng lại ở bên đường, cửa xe mở ra. Mộc Dương Nhất bước xuống, chào theo kiểu nhà binh. Lão đại, em tới đón anh đây. Giang sách ngồi lên xe, nghênh ngang rời đi. Trên xe, Mộc Dương Nhất nói, lão đại, hậu sự của nhà họ Thường mà anh bảo em xử lý, em muốn nhiều chuyện. Hỏi một câu, anh muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, hay là dứt khoát loại bỏ hoàn toàn nhà họ Thường, khiến cho bọn họ biến mất khỏi thế giới này? Giang sách lạnh lùng nói, cả hai đều không phải. Ồ, lão đại, anh muốn chỉnh bọn họ như thế nào? 2 ngày sau, để người đứng đầu của nhà họ Thường dẫn theo vài người quản lý tới nhà họ Đinh xin lỗi. Mộc Dương Nhất cười ha hả, lão đại, anh còn đúng là biết cách chơi ghế đấy. Được thôi, chuyện này để em thầu cho, ngoài ra giúp anh làm thêm một chuyện nữa. Lão đại, anh cứ nói đi. Giang sách lấy ra một phần danh sách và đặt lên ghế xe. Trên danh sách này có 10 công ty, ngày mai em cho người đi một chuyến tới tất cả các công ty này, lấy danh nghĩa của anh, bảo họ tiến hành đầu tư cho dự án cải tạo của nhà Đinh. Việc này dễ thôi. Mộc Dương Nhất cầm lấy danh sách, vừa hay bọn họ cũng đã quay lại rồi, cứ để bọn họ đi làm việc này đi. Giang sách tiếp tục nói, đúng rồi, thời gian cũng giống như thế, 2 ngày sau, để chủ tịch hội đồng quản trị của 10 công ty này đích thân tới nhà họ Đinh một chuyến, tham gia hội nghị đầu tư, ký kết hợp đồng ngay tại chỗ. Không thành vấn đề. Hai người nói chuyện phiếm suốt dọc đường, xe đã chạy tới tòa nhà văn phòng của người tổng phụ trách. Giang sách bước vào. Từ khi tiếp nhận chức vụ người tổng phụ trách này tới nay, anh còn chưa tới tòa nhà văn phòng được mấy lần, càng ít khi xuất hiện ở văn phòng. Hết thảy công việc lớn nhỏ cơ bản đều giao cho Mộc Dương Nhất thay anh xử lý. Thang máy đi tới lầu 16, cửa thang máy mở ra, hai người một trước một sau đi ra, tiến vào văn phòng người tổng phụ trách của Giang sách. Đây là một văn phòng siêu sang trọng với diện tích gần 200 m², các loại thiết bị đa dạng, vừa cao cấp vừa hoàn hảo. Và lúc này có 12 người đàn ông, tuy vẻ ngoài khác nhau nhưng đều có ý chí cứng như sắt thép, đang đứng chờ ở hành lang của văn phòng. 12 người này chính là 12 cung hoàng đạo, khiến người ta nghe tiếng sợ vỡ mật của phương Tây. Cúi chào. Động tác của 12 người đều dứt khoát và đều đồng đều, từ động tác và thần thái có thể nhìn ra cảm giác sùng bái và ngưỡng mộ dành cho Giang sách. Giang sách gật đầu đứng trước mặt mọi người, các anh em, chúng ta lại gặp nhau rồi, lão đại. 12 người đồng thời lao tới, cùng với Giang sách mạnh mẽ ôm chặt lấy nhau, phần tình cảm anh em son sắt kia tha hồ được giải phóng ra ngoài. Sáng sớm ngày hôm sau, tại văn phòng chủ tịch của xí nghiệp Minh Kiêm, là một trong 10 doanh nghiệp lớn đứng đầu thành phố, nên giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của chủ tịch Phan Khố của xí nghiệp Minh Nghiệp Kiêm rất có quy luật. Mới sáng sớm đã đến công ty mở cuộc họp phân phối công việc. Cốc cốc cốc. Cửa văn phòng làm việc bị gõ, mời vào. Cửa được mở ra, nữ thư ký mặc tây trang với tác phong chuyên nghiệp bước vào, trong tay cầm thêm một phong thư, đi tới trước mặt Phan Khố, đặt nó lên bàn của ông ta. Chủ tịch, đây là thư mời do Đinh Mộng Nghiên, người phụ trách hạng mục sản xuất nhiệt đinh, cho người gửi tới. Thư mời sao? Có chuyện gì thế? Là vấn đề đầu tư, Đinh Mộng Nghiên hy vọng chủ tịch có thể đầu tư vào hạng mục cải tạo của nhà Đinh, cũng đưa ra hứa hẹn sẽ tính lợi tức, chia hoa hồng cho chúng ta. Phan Khố
uống một ngụm cà phê, khinh thường nói: Nhà họ Đinh chẳng qua chỉ là một gia tộc nhỏ mới nổi, vì sao lại có thể trúng thầu hạng mục cải tạo của cục xây dựng, một hơi ăn hết một khối thịt lớn như vậy? Cho dù là trên phương diện nào thì cũng đã khiến người khác cảm thấy khó chịu, nhưng cuối cùng bọn họ lại không đủ tài chính để bắt đầu khởi công, cần phải kêu gọi đầu tư từ những công ty khác mới có thể bắt đầu hạng mục. Thư ký hỏi: Vậy ý của chủ tịch là không đi? Phan Cố chắc chắn nói: Bất kỳ ai hợp tác với nhà họ Đinh cũng sẽ bị xem như là đối đầu với tất cả các công ty khác ở thành phố này. Vì sao tôi lại phải mạo hiểm bản thân mình như vậy chứ? Tôi hiểu rồi. Thư ký lấy lại thư mời, xoay người rời khỏi văn phòng. Kết quả là đi ra chưa đầy 5 phút, nữ thư ký đã quay trở lại. Còn có việc gì sao? Phan Cố hỏi. Bên ngoài có một người đàn ông tự xưng là Market muốn gặp chủ tịch. Market sao? Phan Cố nhíu mày. Tôi chưa bao giờ nghe nói tới người này. Với lại lịch trình hôm nay của tôi đã kín rồi, anh ta lại không có hẹn trước, không gặp. Nữ thư ký nói thêm, anh ta nói mình tới từ trụ sở chính, tới đây chuyển vài lời thay cho người tổng phụ trách. Hả? Phan Cố lập tức tỉnh táo tinh thần. Cái người tổng phụ trách mới được điều tới này, mọi người đều không biết anh ta thích cái gì, lại càng không biết anh ta muốn làm gì. Đột nhiên lại cho người tới đây truyền tin cho tôi. Không thể không coi trọng được, mau lập tức mời người đó vào đây. Vâng. Một lát sau, Market được đưa tới văn phòng. Phan Khố tươi cười đón tiếp. Người anh em này, không biết anh thay mặt người tổng phụ trách muốn truyền đạt lời gì cho tôi vậy? Market không trả lời mà hỏi ngược lại. Chủ tịch Phan, nghe nói mảnh đất ở Nam Thành của quý công ty vẫn chưa được phê duyệt đúng không? Phan Khố bất ngờ thành thật trả lời. Đúng là như vậy. Cũng đã làm một đống thủ tục, ký đã không biết bao nhiêu cái hợp đồng nhưng vẫn không thể nào lấy được. Cũng vì chưa được phê duyệt nên các kế hoạch kinh doanh mới của công ty chúng tôi vẫn không thể nào triển khai được. Việc này vẫn luôn là tâm bệnh trong lòng tôi. Sau khi người tổng phụ trách mới lên nhậm chức, bước đầu tiên muốn làm là đơn giản hóa quy trình làm việc, để cho các xí nghiệp cần mẫn như của anh đây có thể càng thêm thuận lợi hoạt động, nhanh chóng cống hiến vì quốc gia. Vẻ mặt Phan Cố tỏ rõ vui mừng. Nói như vậy, có phải là người tổng phụ trách sẽ phê duyệt nó cho tôi hay không? Đúng là có ý nghĩa này. Chẳng qua còn có chút cái gì? Phan Khố sốt ruột hỏi. Market nói, công việc mỗi ngày của người tổng phụ trách quá nhiều, phải giải quyết từng chuyện một, do đó có một số việc không được giải quyết tốt nên vô tình ảnh hưởng đến công việc bên này của anh không triển khai được. Ví dụ như hạng mục cải tạo ven bờ Tây Giang, bởi vì nhà họ Đinh không đủ tài chính để khởi công, người tổng phụ trách cũng không tiện ra mặt kéo đầu tư giúp họ, cho nên gần đây vẫn đang đau đầu không biết nên làm như thế nào. Phan Khố là người thông minh, lập tức liền hiểu rõ ý tứ của đối phương. Ông ta cười tủm tỉm. Chuyện này xin ngài tổng phụ trách cứ yên tâm. Vừa rồi, nhà họ Đinh có cho người gửi thư mời cho tôi. Khi trở về, tôi lập tức sẽ cấp vốn đầu tư cho nhà họ Đinh, giúp họ có đủ tài chính để khởi công, cũng coi như giúp đỡ giải quyết vấn đề phiền não của người tổng phụ trách. Thật sao? Việc này thật tốt quá rồi. Market nói, việc này một khi đã hoàn thành, thì việc phê duyệt mảnh đất kia của anh sẽ sớm có quyết định thôi. Cảm ơn. Được rồi, lời cần nói tôi cũng đã nói xong. Vậy tôi xin phép đi trước. Anh đi thong thả. Sau khi tiễn Market đi, Phan Khố lập tức gọi cho nữ thư ký. Mau, đem thư mời của nhà họ Đinh gửi tới đây đưa cho tôi xem. Thư ký đưa thư mời tới, thắc mắc. Chủ tịch, không phải ngài nói không đi sao? Người nào đi sẽ trở thành kẻ thù của các công ty khác trong thành phố. Phan Khố trợn trắng mắt với cô ta một cái. Có phải cô bị ngốc rồi không? Vừa rồi Market nói còn chưa đủ rõ sao? Giúp đỡ nhà họ Đinh có vốn để hoàn tất tài chính khởi công thì mảnh đất công ty chúng ta mới có thể được phê duyệt xong. Đây mới là điều quan trọng. Chỉ cần phê duyệt xong, chúng ta lập tức có thể triển khai tiếp tục kế hoạch trong 5 năm tới. Cần gì phải lo lắng việc mấy công ty kia có thù hận hay không chứ? Hơn nữa, nếu chúng ta từ chối giúp đỡ nhà họ Đinh, tất nhiên sẽ bị người tổng phụ trách bên kia nhớ kỹ. Về sau không biết sẽ gây ra thêm rắc rối gì. Huống hồ, đầu tư cho nhà họ Đinh không phải chúng ta còn được chia một phần hoa hồng của hạng mục hay sao? Vừa có thể có được mảnh đất đó, vừa có thể thỏa mãn được yêu cầu của người tổng phụ trách, cuối cùng còn có được hoa hồng của hạng mục đó. Một mũi tên trúng ba con nhạn, một việc tốt như vậy mà không làm thì có phải là thằng ngu hay không? Mặt khác, bên trong phòng làm việc của người tổng phụ trách, Giang Sách đứng trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn phong cảnh phía xa. Không bao lâu thì có mấy người đàn ông đi tới, hướng về phía anh báo cáo kết quả công việc sáng nay. Sau khi nghe xong, Giang Sách rất hài lòng gật đầu. Tất cả 10 công ty kia đều đồng ý với yêu cầu của anh,
không có ngoại lệ nào khác. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Mỗi công ty đều có một nhu cầu của riêng mình. Chỉ cần có thể bắt được đúng điểm nhu cầu đó thì đã có thể thuyết phục được bọn họ đầu tư. Hơn nữa, đầu tư vào nhà họ Đinh còn có thể giúp bọn họ kiếm được một khoản lợi nhuận phong phú từ việc chia hoa hồng trong hạng mục. Người bình thường đều không thể nào cự tuyệt được sức hấp dẫn cực lớn của lợi ích. Bây giờ chỉ còn chờ tin tức bên kia nữa thôi. Nửa tiếng sau, Mộc Dương Nhất quay lại văn phòng, hít một hơi thật sâu rồi cười nói: "Lão đại, việc anh phân phó em đã làm xong."